dạ lúc mẹ em sanh ra thì nó nhỏ, rồi tới em lớn thì nó lớn theo em. Lúc mà em 20 tuổi thì cái bàn tay em nó bị vừa không? Cái đó nó sưng bự không? Vừa vừa vậy, rồi em lớn thì nó lớn theo em vậy. Dán dán cái phần lưng thôi. Trời ơi. Rồi về tối mình ngủ sao Như? Dạ, ngủ phòng riêng cũng nhất thôi thì em ngồi làm gì đủ. Người ta cho em gạo thì người ta cho. Còn đồ ăn thì đi bán rồi về mua chừng 10.000 đồ ăn hai mẹ con sống một ngày. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Thì trong một ngày mưa tầm tã như thế này, Bùi Hồ đang có mặt tại tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay Bùi Hồ tìm đến đây để tìm đến hoàn cảnh của bé Như. Ở đây người ta gọi là bé Như có cái bà đôi bàn tay vôi. Nhà của Như cô bác quý anh chị thì nằm ở sâu trong một cái con đường làng, rất là khó tìm. Và để tìm được đến cái ngôi nhà của Như đang ở thì Bùi Hồ cũng khá là vất vả. Với lại thì ở đây thì người dân ở đây thì rất là ít, nhưng mà được cái là họ rất là nhiệt tình. Đi gặp ngang chứ một cái chiếc xe nào đó thì Bùi Hồ luôn hỏi và họ chỉ một cách rất là tận tình, nên Bùi Hồ mới tìm đến được ở đây. Thì đây là ngôi xa, ngoài sau này là căn nhà của bé Như ở với lại bà của mình. Nhà này là Như ở với bà của mình hả? Em ở một mình. Em ở một mình rồi. Vậy hả? Em có hai mẹ con. Thì Bùi Hồ cũng cố gắng chạy qua đây để mà quay một video clip để cho cô bác quý anh chị cảm nhận về cái hoàn cảnh của Như nha. Là ngôi nhà của mình ở đây hả Như hả? Dạ, ngôi nhà của em ở. Bây giờ ta cho em gì cho em à? Người ta cho mình cái ngôi nhà tình thương ở trên hả? Dạ. Đây mình có đèn không? Dạ, có. Điên á. Cái tay anh bị ướt. Bà năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi bà? 76 rồi hả? Trời ơi, nhà bị lủng này. Người ta cho mình nhà mới lâu chưa? À bên đạo cho ha. Con ngồi đi ba. Con ngồi ghế đi. Thôi vậy con ngồi dưới này đi. Con ngồi dưới này đi. Bạn sẵn tâm sự với bà Như ngồi nói vô con. Bà Như con ngồi đây nè. Ôi trời mưa gió mà. Ai ngần như mưa như... gió mà chú cũng lội tới đây chứ cực chứ. Dạ ba ngồi xếp qua đây đi bà. Cô bác bên chị nhà có Như trước đây thì ở cặp dưới ở dưới này là một cái mé sông nè. Rồi Như là sao và cháu nội hay là cháu ngoại? Cháu ngoại và gái tôi, gái Út. Ủa Như bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 32 tuổi. Em 32 tuổi. Ờ vậy là đây là gái em, cái gái của Như, còn đây là gái của bác. Dạ, bác có mấy người con? À 6 7 người luôn cô con ơi. Dạ, vậy Như là thứ mấy trong gia đình? Dạ, em Út. Như thứ Út hả? Đây những cái người mà anh chị cũng Như có bị giống như Như có mình ảnh hưởng thôi. Dạ thì đi khám bác sĩ nói sao hả bà? Bác sĩ nói là không có mổ cái đó được, mà dưới nó bị bốn độc thì làm không được. Dạ rồi bây giờ hiện nay chồng của Như đâu? Không bỏ rồi. Bỏ đi lâu rồi. Như với chồng có mấy người con? Có mình con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 12 tuổi. Vậy là Như có chồng năm 20 tuổi. Ồ, cũng khá là năm đúng 20 tuổi luôn hả Như? À. Rồi chồng trước đây là làm gì? Bây giờ hiện nay thì Như đang làm gì? Em bán vé số. Bán vé số hả? Còn bà? Cũng bán vé số luôn. Ủa nha, hôm nay thì không mình sao mình không đi bán hả? Em bán rồi, em bán có 50 tờ tới 8 giờ rưỡi rồi em về hả? Em về mưa gió rồi, nãy cũng mới về hồi nãy giờ. Bà bán được nhiêu tờ? Cũng có 50 à. Dạ, bán gần đây không bà? Đi ra ngoài ăn hủy, ngoài ăn hủy, bán rồi. Con là học lớp mấy rồi? Lớp 5. Con học lớp 5. Trời ơi. Rồi con không có ba bỏ đi rồi, ba có thường điện hỏi thăm con không? Không hả? Trời ơi, thì con thấy mẹ cái tay bị vậy thì con có thương mẹ nhiều lắm không? Mấy bạn gặp con có mấy bạn có nói gì không? Không hả? Con tên gì? Như thì lúc em có thể cho anh biết là lúc mà cái bàn tay đó nó bị từ năm bao nhiêu tuổi và dạ, nó lớn dần lên? Em từ hồi mẹ em sanh em ra tới giờ luôn. Lúc đó là nó bự không? Dạ lúc mẹ em sanh ra thì nó nhỏ, rồi tới em lớn thì nó lớn theo em. Lúc mà em 20 tuổi thì cái bàn tay em nó bị vừa không? Cái đó nó sưng bự không? Vừa vừa vậy, rồi em lớn thì nó lớn theo em vậy.
À, ở trên cái phần trán của em đó nè. Dạ, sau lưng em nữa. Ồ, vậy hả? Dạ. Rồi, sau lưng em thì nó mới bị nhiều. Lấy cái bàn tay ra, khi ra không đỡ lên cho nó nặng lắm luôn. À, kinh khủng. Mặt cái bên lên cái phần kia ra. Trời ơi, nó bị ở cái ngón út với lại cái ngón dâm nó bị nhiều nhất rồi. Vậy là lưng em thì nó nhiều hơn. Lưng em thì nó nhiều hơn rồi. Lưng em người sau có thể cho mọi người xem được không? Dán dán cái phần lưng thôi đi. Trời ơi. Đây về tối mình ngủ sao Như? Dạ, ngủ phần nguyên cũng nhất thì em ngồi có làm nữa được. Rồi được rồi em. Nhất hả? Ăn uống gì được không? Dạ, ăn cũng ít lắm. Như xúc vô đây nè. Ăn không được hả? Ăn cũng ít lắm. Rồi hàng tháng mình có uống thuốc gì không Như? Có, uống thuốc rồi bác ôm hốt này, cầm mẹ một ăn á. Ừ, ở đâu? Dạ, ở ngoài chợ ngủ mình nó tỉnh mắt. Nó giờ thăng thuốc cho nó sống tới bây giờ nó chết chứ tôi cũng chết lâu rồi. Ừ. Ờ, sao chồng mình không gặp cái tay mình sợ vậy rồi không còn thương nữa hay là sao? Mình cũng không biết cái giờ gì mà anh đi anh bỏ nó. Nhà chồng trước đây gần đây không? Dạ, trên Đồng Tháp. Ủa, Đồng Tháp ở huyện nào? Huyện Tháp 10 á. Huyện Tháp 10. Huyện Tháp 10 ngay ở xã nào em biết không? Không biết, nhưng mà ở trong cầu Thanh Mỹ, chợ đó là chạy vô tới cầu 307 á. À, chợ Thanh Mỹ, cũng gần con. Anh cũng ở Tháp 10 nè. Rồi bây giờ chồng có gia đình mới chưa? Dạ chưa, mà không đi vậy em cũng không biết, nên đâu có liên lạc được đâu mà biết. Không có liên lạc được luôn. Ba không có điện, thường điện về cho bé hả? Thì khi mà mình đi bán thì người ta thấy cái tay mình vậy, người ta có kỳ thị gì không Như? Dạ không. Thấy là con giờ dữ lắm. Dạ. Anh không có gì hết. Dạ. Thì mỗi một ngày là thu nhập là được 50.000. Thì chi phí đó mình có đủ cho sinh hoạt cho gia đình mình không? Dạ thì đủ, người ta cho em gạo thì người ta cho. Còn đồ ăn thì đi bán là về mua chừng 10.000 đồ ăn, hai người con sống một ngày đó. Ừ. Chào ta cho mỗi ngày thì mình mua 10.000 đồ ăn thôi. Rồi con hè có phụ bán tiếp mẹ không? Ở nhà giữ nhà. Ở nhà giữ nhà. Dạ. Thì hiện nay thì cái căn nhà tình thương người ta cho ở trên kia rồi. Dạ. Nhưng mà cái ngày mình đã dời lên được bao nhiêu rồi Như? Dạ mở cũng được 2-3 tháng rồi. Giờ được 2-3 tháng rồi. Là chi phí nhà đó là người ta ấy hết hả? Dạ, người ta cho hoàn toàn. Cho hôm gần tháng 2. À, anh thấy đồ ăn qua chén đũa vẫn còn ở đây. Dạ, thì bữa lúc trước em và anh sống á. Còn bỏ vậy đó, nó đi luôn á. À, rồi bỏ đi bao lâu? Dạ, cũng cỡ này cũng 3-4 tháng rồi. Mới bỏ đi 3-4 tháng nay thôi. Ô, anh tưởng nó bỏ đi lâu rồi chứ. 3-4 tháng nay là đi luôn đó. Thì có nói lời nào không Như? Dạ không, tự động rồi. Rồi, rồi mình đi đó. Trời ơi. Rồi không có liên lạc đến cô với con mình luôn. Thì sao mình có nhà rồi mình không dẹp cái đồ này lên trên kia mà mình lại để đây? Dạ, tại chưa có án dẹp đó. Rồi lúc mà anh đi mình không liên lạc được thì lúc đó cái suy nghĩ của mình sao Như? Thì em thấy anh, nếu mà anh vậy em bỏ anh đi thì thôi. Em mặn em không nuôi con em chứ biết sao giờ. Lúc đó sao mà em với lại chồng của mình lại gặp nhau? Tại ảnh đi mần chung với ông anh á, rồi cái ông anh dẫn về chơi đó, người quen. Là lúc 20 tuổi đến bây giờ là sống với Như là mười mấy năm, 12 năm. Là bé thì năm nay là 10 tuổi, 11 tuổi. Bà bán hết số lâu chưa bà? Bán cũng 7-8 tháng rồi. Dạ. Còn Như thì bán, em bán lâu chưa? Dạ, em bán cũng 7-8 tháng rồi. Trước đây thì em với chồng làm việc gì? Em thì đi cạo hột điều, làm hột điều với làm Mỹ Tây á. Rồi thấy hột điều cực quá rồi, em mới bán chứ sớm. Ừ. Thì anh có gặp được một cái video clip của bạn của anh á. Thì anh mới đến đây tìm đến cái hoàn cảnh của mình. Thấy thương cảm quá, phát hiện Như không những mà tay bị tật mà đến nay thời điểm này lại thêm chồng bỏ đi. Cái căn nhà này thì vẫn ở trước đây nhưng mà khoảng 3-4 tháng nay thì lại lên ở trên này ở. Dạ, quá thương luôn.
căn nhà này thì hiện nay không còn ở được nữa đâu hả Như hả? Bây giờ thì cho anh xem cái căn nhà mới của em được không? À, để trước khi đi lên xem cái căn nhà mới thì mời cô bác của anh chị cùng tham quan máy ấm của Như cùng với chồng của mình trước đây nha. Thấy Như thấy thân hình Như nhỏ nhắn quá thì con tưởng đâu là Như khoảng chừng tầm mười mấy 20 tuổi thôi, mà nghe nói là Như có con nữa, con cũng hơi bị bất ngờ. Ừ. À, dưới này thì này nó bị lâu chưa? Bị lâu rồi. À, vậy hả? Đây là toàn bộ căn nhà của Như nè. Đồ đạc thì ở đây vẫn còn bếp ga, vẫn còn chén đũa ở đây. Đây là cái dụng cụ múc nước. À, coi chừng lọt chân hả? Ừ. Không sao đâu. Rồi thôi, bây giờ mấy anh em mình anh lên nhà trên kia nha. À, ai cắt, hội chữ thập đỏ cắt cho hay gì bà? Như có số điện thoại mà đúng không? Dạ. Có sử dụng tài khoản đâu không Như? Dạ không. Dạ. Đây là mẹ của mình. Rồi ba đâu? Dạ ba em mất lâu rồi, mấy năm nay. À. Con thì cứ ngỡ rằng là ngoại của Như. Tại vì thấy là dạ thấy thân hình của Như nhỏ á ba. Dạ. Nó út quá. Dạ. Mưa gió quá. Dạ. Dạ. À, giống như bị ảnh hưởng chất độc ha. Là những anh em của Như có bị giống vậy không? Dạ. À, cô bác quý anh chị, hình ảnh phía trước mặt mà cô bác quý anh chị thấy được đó là ngôi nhà của em Như với lại người con của mình đang sống trong cái ngôi nhà này. Nhìn về ngôi nhà có vẻ rất là khang trang và lịch sự luôn. Vì đây là một cái ngôi nhà tình thương nên toàn bộ ngôi nhà được lợp bằng tôn và nền thì là nền gạch. Có vẻ thì cũng rất là nóng luôn. Thì bây giờ mình sẽ vô tham quan ngôi nhà mới của Như nha. Mời cô bác quý anh chị. À, cái ngôi nhà mình tổng cộng cái chi phí là bao nhiêu tiền Như hả? Dạ, đã nói là có hai mấy triệu rồi. Hai mấy triệu. À, đây là tôn. Chưa nóng dữ không? Dạ nóng lắm, ta cho nóng là không rồi luôn á. À vậy hả? Dạ. Vậy nóng quá rồi sao? Thì em ở là em về dưới nhà ở rồi cái tối về đây ở. Chứ nóng quá trời luôn á. À, cái ngôi nhà lúc nãy á. Dạ. Là mình xưa ngày thì ở dưới. Ba ngày mình ở dưới đó. Dạ. Còn trưa thì mình lên đây. Dạ. Ở dưới đó thì nó mát hơn. Dạ. À, anh mặc áo mưa vô rồi. Dạ, mặc lại lên thôi. Dạ. Khoảng 3-4 tháng nay hả Như hả? Dạ. Mà cho hết trơn cái em cắt cho làm luôn vậy đó. Cắt à. Ở đây thì có bàn thờ ông Điệm thần thầy. Dạ. À, cho anh tham quan vô cái nha. Dạ. Kể cả giường luôn á hả? Dạ. Rồi em nấu ăn ở dưới đó trên kia hay là trên này? Dạ, em nấu ăn ở dưới kia, nhà bên đây. Vậy hả? Dạ. Có căn nhà thì thì rất là tốt rồi. Ra đây đi ba, cho nó mát. Con vô trời mưa con vẫn thấy hầm. Có cái căn nhà này rất là tốt nhưng mà lại thiếu đi một máy ấm. Lại thiếu đi một máy ấm. Thì hiện nay khi mà có được một cái căn nhà này mà mình thiếu đi một cái máy ấm thì như thế nào? Thì em cũng buồn nhưng mà hoàn cảnh không biết sao giờ chắc cảm thấy em bệnh hoạn vậy thì ảnh bỏ. Giờ em có con. Em có trách ảnh nhiều lắm không? Dạ. Nếu như mà có em có một cái ước muốn thì Như sẽ ước muốn điều gì Như hả? Ước muốn em khỏe, em sống, em nuôi con. Ừ. Con gái, con nếu như mà con có ước muốn thì con ước muốn điều gì? Ước muốn. Con nói lớn lên. Ước muốn con sống. Con có sợ rằng là một ngày nào đó mẹ con bỏ con đi không? Không. Hả?
con thấy căn bệnh của mẹ gì thì con có sợ không? Không. Không hả? Hình như là cái mặt của bé nó có bị ảnh hưởng hả bà hả? Dạ, hồi lúc nào hồi đó là giờ người ta cho tiền em á, là một tháng đi nhi đồng chị nó một lần á. Mặt con bị gì vậy? Nó bị vậy, nó người ta bác sĩ có định là sắc tố da. Thì nhiễm sắc tố đâu đúng không? Nhiễm sắc tố da, rồi tuần nào mùa hè lúc trước thì 2 tuần đi một lần, mà giờ một tháng đi một lần. À, một tháng đi nhi đồng một lần hả? Dạ. Rồi rồi đi nhi đồng vậy rồi tiền đâu mình đi? Người ta cho tiền đó. Lúc trước mình đi nghỉ giờ mảnh gom tiền xuống được mấy triệu á anh. Người phải đi nhi đồng phải uống thuốc thường xuyên. Dạ, uống thuốc thường xuyên. Vậy là mẹ bây thì giờ nhiều, lúc uống dữ lắm luôn uống thuốc nam. Dạ. Còn con thì phải đi nhi đồng. Dạ. Là như tự chở em con dạ, luôn hả? Mẹ con em ra lộ đón xe đi. Trời ơi. Khi... thường thì cái chi phí mình đi nhiều không Như? Em tiền xe với tiền thuốc 700-800 ngàn à. Là 2 tuần mình đi một lần. Dạ. Bán vé số thì nó không đủ, nhờ người ta cho tiền mình đi. Dạ. Mình trị nên nó đỡ hơn. Dạ. Như ơi, ở trên đây thì con em có thể đọc cho anh cái số điện thoại của mình. Dạ. Rồi đọc đi. Dạ là 070. 070. Dạ. 639. 639. 43. 43. 16. 16. Dạ. Ở đây là địa chỉ là ở xã gì, ấp gì hay Như ha? Tổ 19, ấp 3, xã An Thế Trung. Tổ 19, ấp 3, xã An Thế Trung, huyện. Huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ở đây thì vòng vòng ở đây anh nói Như thì người ta biết, nhưng mà có một cái câu nói mà người ta là gây cho anh một cái thương cảm, đó là như bàn tay voi. Dạ. À, bàn tay có một cái khối u, bàn tay voi. Thì để người ta để con tìm hiểu á ba, thì người ta lại nên con nói vậy thì người ta sẽ biết hơn. Thì hôm nay thì con đến đây con tìm hiểu cái hoàn cảnh của bà với lại Như, con quay lên để đây cho mọi người giúp đỡ. Như cũng như là con sẽ gửi một tí ít ha. Thì bằng cái tấm lòng của con đến đây để mà mọi người có thể giúp đỡ cho Như một hoàn cảnh nào. Trước tiên là trị bệnh cho Như nè, cho bé là con của Như nè, rồi Như là uống thuốc nam nữa. Thì rất mong cô bác với anh chị xem được cái clip này, hãy chung tay ủng hộ cùng san sẻ với lại Như cũng như với là mẹ của mình. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại. Con chào bà luôn nha.